Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay thứ hai, ngày 23 tháng 12, xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả vận động sử dụng quỹ vì người nghèo 2017-2019, những hệ lụy do giá lợn tăng cao. Giáo sứ Cao Xá tích cực đóng góp xây dựng đô thị văn minh. Đảng bộ xã Dương Quang, huyện Mỹ Hào làm tốt công tác kiểm tra giám sát. Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy bằng phần mềm ở các trường học. Bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển pháo nổ. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá 3 năm kết quả vận động sử dụng quỹ vì người nghèo 2017-2019 và an sinh xã hội, triển khai thăm tặng quà cho người nghèo dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Trong 3 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp từ Trung ương đến địa phương đã huy động được gần 4.000 tỷ đồng quỹ vì người nghèo, trong đó tỉnh Hưng Yên đạt trên 20 tỷ đồng, phần lớn được sử dụng để xây mới, sửa chữa nhà ở cho người nghèo, hỗ trợ sinh kế, phát triển kinh tế. Qua đó, giúp các hộ nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo. Dịp Tết năm nay, Trung ương sẽ không hỗ trợ các địa phương kinh phí tặng quà Tết cho người nghèo. Trên cơ sở điều kiện của địa phương, Mặt trận Tổ quốc các cấp tập trung chăm lo Tết cho các hộ nghèo một cách thiết thực hiệu quả, tránh bỏ sót đối tượng, đảm bảo không để một hộ nghèo nào không có Tết. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, những năm qua, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ đã đẩy mạnh công tác vận động thu hút nguồn vốn xã hội hóa, xây dựng nông thôn mới đạt 16 tỷ đồng. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nhân dân xã Tân Việt đã ủng hộ hơn 1.000 ngày công, hiến gần 9.000 m2 đất thổ cư để làm đường giao thông nông thôn. Nhiều hộ gia đình đã tháo dỡ các công trình phụ, tường rào để mở đường, tiêu biểu như hộ ông Hùng, ông Mai, ông Mến ở thôn Hoan Ái, hộ ông Thừa, thôn Dã Cầu, ông Tâm, thôn Cảnh Lâm. Không chỉ vậy, một số hộ dân, người con xa quê còn ủng hộ kinh phí để xây dựng cổng làng, tu sửa các di tích văn hóa. Nổi bật là hộ ông Hoàng Văn Tú ủng hộ 20 triệu đồng, Hoàng Văn Bánh tài trợ 600 triệu đồng làm đường giao thông, ông Đặng Ngọc Tuấn ủng hộ 350 triệu đồng xây cổng làng. Sự đóng góp của cộng đồng dân cư là nguồn động lực quan trọng để xã Tân Việt được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, thay đổi diện mạo quê hương. Những năm gần đây, các hộ dân ở xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu không ngừng mở rộng diện tích trồng bưởi. Nhiều hộ thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm nhờ trồng bưởi. Toàn xã hiện trồng 100 ha bưởi các loại, trong đó có nhiều gia đình trồng với diện tích lớn và cho thu lãi trên 300 triệu đồng mỗi năm, như gia đình ông Nguyễn Đức Thi, ông Nguyễn Viết Vọng, bà Nguyễn Thị Hiền. Trồng bưởi có ưu điểm là phù hợp với đồng đất địa phương, không mất nhiều công chăm sóc mà vẫn cho hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, những năm gần đây, nhu cầu của thị trường về bưởi không ngừng tăng cao do được đánh giá là hoa quả sạch, nên thương lái đến tận vườn của các gia đình để thu mua, với giá bán bình quân 20-25.000 đồng một quả. Sau khi trừ chi phí, mỗi sào bưởi cho thu lãi từ 25 đến 30 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, giá thịt lợn lên cao đỉnh điểm. Nhiều mặt hàng như giò, chả cũng được đà tăng giá chóng mặt, khiến cho hoạt động kinh doanh của nhiều tiểu thương gặp khó khăn. Nhiều tiểu thương kinh doanh mặt hàng này tại các chợ lâm vào cảnh ế ẩm. Mở quầy từ 6 giờ sáng, nhưng tới hơn 10 giờ, quầy vẫn còn đầy áp thịt. Chị Hạt, tiểu thương chợ Hiến Nam, thành phố Hưng Yên cho biết, hơn chục năm bán thịt, chưa có năm nào tệ như năm nay. Chưa hết dịch tả lợn châu Phi, đến giá lợn tăng cao, khiến sức mua giảm hẳn. Trước khách mua một lần cả kg, nhưng bây giờ chỉ mua vài ba lạng. Chợ ế khiến chị Hạt cũng giảm một nửa lượng lớn hàng nhập về. Nói chung là khó khăn chung toàn thị trường, vì là bây giờ thực ra mà nói nó quá đắt thì dân hỏi hầu như là người ta toàn ăn thứ khác, nên là chúng tôi bán hàng rất là khó khăn. Nếu như ngày xưa tôi bán 4-50 cân thịt, nhưng bây giờ nói thật với các bác là 15 cân không bán nổi. Những ngày này, dạo quanh các chợ trên địa bàn tỉnh, chúng tôi đều chứng kiến ánh mắt buồn của các tiểu thương. Do hàng ế ẩm, có tiểu thương ở chợ Hiến Nam
bỏ cả sạp hàng để đi lo việc gia đình. Tuy nhiên để giữ khách, một số tiểu thương còn chấp nhận lỗ nhưng vẫn phải nhập hàng. Ra mà nói mình còn vướng nhà hàng, nhà họ, rồi người nọ người kia. Tất nhiên là thôi đi thì gọ gẫm vì cuộc sống thì gọi là kiếm mớ rau mớ dưa thôi. Chứ rất là thì quá buồn luôn. Có ngày lên đến khoảng 5-6 giá một ngày. Bây giờ lợn hơi chính thức là khoảng độ tầm 95.000 một cân. Lợn rất là cao mà dân tình họ ăn rất ít vì hạn chế đắt. Bây giờ 50.000 ba lạng thịt ba chỉ, người ta ăn những thứ khác thôi, còn chợ rất là ế. Từ ngày thịt lợn tăng giá, bà Lưu trú tại đường Nguyễn Trãi, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên cũng chỉ biết mua cầm chừng. Ngoài nguyên nhân do giá thịt cao, bà Lưu còn lo đến việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Trước đi chợ thì nhà tôi cũng hay ăn nhiều, nhưng mà bây giờ thì ăn chỉ bằng nửa trước thôi. Thế mà nói là dân người ta sợ là khi lợn đắt thì có thể là nuôi tăng trọng nhiều hơn. Từ trước thì chưa bao giờ có cái giá cao như thế này. Giá thịt lợn tăng dẫn tới giá nguyên liệu đầu vào của các trang trại chăn nuôi cũng tăng theo. Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về cung cấp thực phẩm cho các bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh, ông Vũ Xuân Thủy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Phương Thủy ở xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ cũng chia sẻ. Với doanh nghiệp là hiện nay đang gặp một cái khó khăn rất lớn ở chỗ là doanh nghiệp là ký hợp đồng bán vào các bếp ăn, bán sản phẩm vào các bếp ăn là ổn định giá ngay từ đầu tháng. Đấy, thế khi mà giá nó biến động lên rất là cao thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái doanh thu. Cũng rất mong là thị trường nó ổn định ở cái mức giá trung bình, chứ cũng không mong muốn nó quá cao. Đấy, nó quá cao như thế này nó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân và cũng ảnh hưởng trực tiếp đến các trang trại chăn nuôi và doanh nghiệp chế biến. Khảo sát tại các chợ trên địa bàn tỉnh, giá thịt lợn đã tăng gấp 2,5 đến 3 lần so với trước, mức cao kỷ lục trong những năm gần đây, và hiện chu kỳ tăng giá này vẫn đang tiếp tục, chưa có dấu hiệu dừng lại. Nguyên nhân là do ảnh hưởng từ bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra từ đầu năm đến nay, dẫn đến nguồn cung lợn hơi khan hiếm. Sau thời gian bệnh dịch tả lợn châu Phi hoành hành, rất nhiều gia đình, nhiều trang trại đã không còn lợn trong chuồng. Hiện nay nguồn lợn phải nhập từ miền Nam cũng khiến tăng thêm nhiều chi phí. Thịt lợn tăng giá, kéo theo các mặt hàng được chế biến từ thịt lợn cũng tăng theo như giò chả. Có thể thấy giá thịt lợn tăng gây áp lực lớn cho người tiêu dùng, đặc biệt là những người có thu nhập thấp. Tết Nguyên đán đã cận kề, hy vọng các cơ quan quản lý nhà nước sớm có những giải pháp cân đối lượng cung cầu, giám sát chặt chẽ dịch bệnh, không để tái dịch, hỗ trợ khuyến khích người chăn nuôi tiếp tục tái đàn nhằm ổn định lại thị trường. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Nhân dịp lễ Giáng sinh 2019, lãnh đạo huyện Khoái Châu đã đến thăm tặng quà chúc mừng các linh mục, chức sắc công giáo tại các giáo xứ trên địa bàn huyện và tặng 33 phần quà cho các giáo dân có hoàn cảnh khó khăn. Tại các giáo xứ, lãnh đạo huyện đã ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của các linh mục và bà con giáo dân trong công tác phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đồng thời gửi lời chúc mừng tới các linh mục, hội đồng giáo xứ và bà con giáo dân một mùa Giáng sinh an lành, đầm ấm, hạnh phúc. Đồng thời mong muốn, thời gian tới, đồng bào công giáo tiếp tục tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, những năm qua, bà con giáo xứ Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào chung sức xây dựng đô thị văn minh, góp phần tạo sự khởi sắc cho quê hương. Những ngày cuối năm 2019, ông Nguyễn Bá Lịch, một giáo dân đã 86 tuổi, ở thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao rất vui vẻ phấn khởi. Bởi năm nay, ông làm được một việc lớn có ý nghĩa, đó là quyết định hiến hơn 100 mét vuông đất để địa phương mở rộng đường giao thông. Trước kia, con đường đi qua nhà ông chỉ là một ngõ nhỏ rộng hơn 1 mét. Ông Lịch đã phá cả một gian nhà và 12 mét tường bao để góp phần làm nên con đường rộng hơn 5 mét. Khi mà có cái chương trình là tôi về tôi phá ngay cái gian nhà tôi trước, chứ không phải là để khi mà vận động nữa. Vì cái phong trào địa phương mà làm cho cái vẻ cái nông thôn nó đẹp đẽ lên, thì trong có gia đình nhà tôi cũng hiến để đời tôi cũng được hưởng, và con cháu tôi nó hưởng lâu dài hơn. Ba năm qua, hơn 90 gia đình giáo dân ở hai thôn Cao Xá và Trần Hạ đã hiến hơn 2.000 mét vuông đất để mở rộng đường giao thông.
những con đường nhỏ hẹp và quanh co rất đặc trưng ở thị trấn Trần Cao trước kia giờ đã được thay thế bằng những tuyến đường bê tông rộng từ 5 đến 7 mét. Bên cạnh đó, các giáo dân thực hiện phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hiện nay, 330 trên 335 gia đình giáo dân giáo xứ Cao Xá đạt danh hiệu gia đình văn hóa, thu nhập bình quân đầu người mỗi năm đạt trên 50 triệu đồng. Trong đó, có 15 hộ sản xuất kinh doanh giỏi với thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng một năm. Giáo xứ Cao Xá là điểm quản hạt, cho nên tôi phát động giáo dân là chúng ta vì Chúa, vì cộng đoàn và vì chính mình, cho nên là sẽ cố gắng làm sao mà để cho giáo xứ mình phát triển được lên, mở các đường nông thôn xứng tầm với lại thị trấn đô thị. Muốn hưng thịnh là phải có đời sống văn hóa, cho nên quê hương chúng ta không thể thua kém các nơi khác, cho nên là bà con cũng rất là hưởng ứng và phấn khởi thực hiện cái cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Thì phải nói có cái sự đóng góp cũng rất lớn là của giáo dân nói chung, và trong đó thì để giáo dân được thực hiện cái phong trào tốt như vậy thì có cái sự đồng hành vào cuộc phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với linh mục, quản sứ và hội đồng mục vụ của giáo xứ Cao Xá. Những ngày này, các giáo dân của giáo xứ Cao Xá đang tưng bừng chuẩn bị cho đại lễ Giáng sinh và chào đón năm mới 2020. Nêu cao tinh thần đoàn kết, yêu nước, kính Chúa, giáo xứ Cao Xá vẫn luôn giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, kết hợp với những nét đẹp trong sinh hoạt tôn giáo, góp phần tích cực vào việc nâng cao các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh tại địa phương. Trong những năm qua, Đảng bộ xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, và coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Ngay đầu nhiệm kỳ, vào năm 2015, tại kỳ họp thứ hai của Ban chấp hành Đảng bộ xã đã ra nghị quyết chuyên đề về kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên trong toàn đảng bộ về quản lý đất đai. Bên cạnh đó, tại những hội nghị kiểm điểm đánh giá cán bộ đảng viên hàng năm tại đảng bộ thực sự dân chủ, cùng nhau góp ý đi vào những việc còn hạn chế thuộc về nguyên nhân chủ quan để khắc phục, giúp năm sau thực hiện tốt hơn năm trước. Nhờ được kiểm tra, giám sát thường xuyên của tổ chức đảng, nên anh Thái, đảng viên làm công tác tư pháp hộ tịch xã cùng nhiều đảng viên khác trong xã luôn nêu cao đạo đức công vụ của người cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua công tác kiểm tra giám sát của đảng cũng như là của cơ sở tổ chức đảng thì bản thân cũng như gia đình luôn luôn thực hiện nghiêm túc cái chủ trương đường lối chính sách của đảng. Về nơi cư trú thì cũng hướng dẫn mọi người cũng như mọi thành viên trong gia đình thực hiện đường lối chủ trương chính sách của đảng cho nó tốt hơn. Không dung túng, bao che cho sai phạm. Qua công tác kiểm tra, giám sát trong toàn đảng bộ đã xử lý kịp thời một số tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm được nhân dân đồng tình cao. Năm 2017 có 4 đảng viên ở cấp thôn bị kỷ luật. Năm 2018 có 3 đảng viên sinh con thứ 3 bị kỷ luật. Năm 2019, có 3 đảng viên vi phạm về tác phong, lối sống bị kỷ luật. Đi liền với kiểm tra thì công khai, dân chủ trong các chủ trương về quy hoạch, về mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương cũng là cách để Đảng bộ xã Dương Quang đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Sau khi cái công tác kiểm tra giám sát có kết quả thì chúng tôi cũng đã tiến hành xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, kể cả các đồng chí đảng viên vi phạm sinh con thứ 3 và cái tác phong lề lối và đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên, thì báo cáo các đồng chí là chúng tôi xử lý rất là nghiêm minh. Đấy. Và qua cái công tác xử lý kỷ luật thì đảng viên nhận thức rõ về những cái vi phạm và không có cái khiếu nại về cái công tác xử lý kỷ luật của đảng viên. Khởi đầu nhiệm kỳ gặp rất nhiều khó khăn. Qua gần 5 năm thực hiện nghị quyết, đến nay, hầu hết các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ xã Dương Quang đều đạt và vượt. Cái được lớn nhất là tạo được sự đoàn kết thống nhất từ tổ chức đảng, đảng viên cho đến quần chúng nhân dân. Trong đó, có vai trò của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.
Thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục thông qua các phương pháp dạy học tích cực. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm hỗ trợ dạy và học. Nhờ đó đã tạo thuận lợi cho việc giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh. Nhiều năm nay, trường tiểu học thị trấn Ân Thi luôn chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Nhà trường khuyến khích giáo viên chủ động soạn bài giảng tài liệu giảng dạy có ứng dụng công nghệ thông tin. 100% giáo viên nhà trường sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế bài giảng như PowerPoint, e-learning. Cùng với đó, nhà trường trang bị 9 máy chiếu cùng hệ thống máy tính được kết nối mạng Internet phục vụ nhu cầu đọc, tìm hiểu tài liệu, phục vụ giảng dạy của giáo viên. Nhờ vào sử dụng máy tính, máy chiếu, màn hình cảm ứng, mạng Internet và các thiết bị hỗ trợ giảng dạy như âm thanh, ánh sáng, bài giảng của giáo viên trở nên sinh động, học sinh dễ tiếp thu hơn. Việc giảng dạy với mục tiêu lấy học sinh làm trung tâm cũng mang lại kết quả tích cực. Em cảm thấy là những tiết học này rất là thú vị ạ. Chúng em không chỉ học bài bằng cách ghi chép truyền thống hay là chỉ nghe lời giảng của thầy cô mà còn được tiếp nhận thông tin từ những hình ảnh, những âm thanh minh họa cho bài học. Như vậy thì thông tin nó sẽ phong phú và đa chiều hơn, cũng là liên hệ gần gũi với thực tế hơn ạ. Cái công tác mà ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy đây là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng. Phòng giáo dục thì cũng đã quán triệt chỉ đạo đến các đơn vị nhà trường triển khai thực hiện một cái nghiêm túc ứng dụng nề nếp thường xuyên trong cái công tác giảng dạy, cho nên là cái việc mà chất lượng giáo dục của các nhà trường đã có chuyển biến rõ rệt. Trong thời đại công nghệ, việc tiếp cận tài liệu số hóa kiến thức để truyền đạt cho học sinh đều được 100% nhà trường trong tỉnh chú trọng quan tâm. Cụ thể, thông qua việc mua bản quyền các phần mềm tìm kiếm thông tin, tiếp cận với ngân hàng đề thi câu hỏi trắc nghiệm, tự luận như phần mềm Violet, MasterTest. Thông qua đó, mỗi giờ học, mỗi kiến thức được truyền đạt đều có những điểm mới tạo hứng thú cao cho mỗi em học sinh. Ngoài việc mà tổ chức các cái đợt tập huấn cho giáo viên việc sử dụng các phần mềm thì nhà trường rất là khuyến khích các giáo viên là tự học hỏi, tự bồi dưỡng để nâng cao cái kiến thức về công nghệ thông tin của mình để cho có thể áp dụng được những cái phần mềm vào trong cái giờ học ở trên lớp để học sinh có thể sinh động hơn. Việc đưa giáo án điện tử giảng dạy thông qua các phần mềm và các nhà trường đã tạo điều kiện cho giáo viên phát huy tính sáng tạo trong giảng dạy, đồng thời giúp học sinh có thêm nhiều hứng thú trong mỗi giờ học. Nhờ đó, nâng cao hiệu quả giảng dạy, chất lượng giáo dục toàn diện tại mỗi nhà trường. Hưởng ứng phong trào tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thời gian qua, huyện đoàn Ân Thi chỉ đạo đoàn các xã thị trấn và đoàn trực thuộc tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có việc chung tay, đóng góp và kêu gọi các mạnh thường quân thực hiện phong trào thắp sáng đường quê. Vừa qua, huyện đoàn Ân Thi vận động đoàn viên thanh niên trong huyện phối hợp cùng Điện lực Ân Thi lắp đặt đường điện thắp sáng tại các thôn An Đỗ và An Khải, xã Bắc Sơn với tổng chiều dài 1 km. Trước đó, các cơ sở đoàn trong huyện cũng đã chủ động ủng hộ và kêu gọi các mạnh thường quân thực hiện phong trào thắp sáng đường quê, điển hình như đoàn thanh niên xã Hồ Tùng Mậu kéo được 1,7 km đường điện tại thôn Gạo Bắc với tổng kinh phí 170 triệu đồng. Đoàn xã Cẩm Ninh kéo được 2,5 km đường điện tại các thôn Bình Xá và Lã Xá, trong đó có những chi đoàn thôn phụ trách đóng tiền điện hàng tháng. Công trình không những góp phần làm đẹp đường làng ngõ xóm, phục vụ việc đi lại thuận tiện cho nhân dân mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Khoảng 18 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2019, tại quốc lộ 38A, đoạn địa phận xã Lưu Xá, huyện Yên Mỹ, tổ công tác phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắt quả tang hai đối tượng Trần Minh Sáng, sinh năm 1989, trú tại thôn Đặng Đinh, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, và Đỗ Quang Phát, sinh năm 2002, là hàng xóm của Sáng, đang sử dụng xe ô tô biển kiểm soát 89C18362 vận chuyển pháo nổ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Sáng, tổ công tác thu giữ thêm hai hộp giấy cùng loại với 18 hộp trên. Tại cơ quan điều tra, Sáng và Phát khai nhận số hộp giấy bị thu giữ là pháo nổ. Các đối tượng mua tại khu vực bến xe khách thị xã Mỹ Hào, khi đang vận chuyển thì bị bắt giữ. Qua giám định, toàn bộ 20 hộp giấy trên là pháo nổ, loại 36 quả một hộp, có tổng khối lượng 27,9 kg. Được biết, Sáng từng có hai tiền án về các tội trộm cắp tài sản và đánh bạc.
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ đối với Sáng và Phát về hành vi vận chuyển hàng cấm, đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.